tao mà cứ bè cái đồ dơ bẩn mà đi đem đi chân. Chứ bây giờ mày uống nước đá bình thường chứ hồi nhỏ mày đâu mày bệnh rồi xong mày uống nước đá mày cũng uống nước đá cho mày. Trời ơi là mày uống nước đá vậy nhớ không? Tao nói mày tao không nên là tao sẽ trả thù cái vụ mà mày cạo đầu tao á mày hiểu không? Cho mày cầm luôn nè, cho mày cầm luôn nè. Hả? Lê lự liếm vô. Ê sang đá vô đây nè, đá vô đây nè. Đá vô đây nè. Cho cậu ít nước đá. Cái gì vậy anh ơi? Cho cậu ít nước đá. Cho cậu. Cậu con đang đứa con đi đó, cậu bây chờ cậu tao leo cậu. Thì đá cho cậu miếng nước chứ làm gì gơ dữ bây. Cậu miếng nước làm gì? Cậu đi trôn tụi nó. Thôi rồi, thấy công chuyện. Trôn cậu mày á. Thiết hả mẹ? Cùng ở trôn cậu con hơn không? Đừng trôn cậu con. Thì có thì thôi mày cầm máy quay đưa tao, tao tự tao lấy cũng được. Nhường cho anh cậu Thiết. Xong mặt xíu đi. Chủ quá cậu ấy. Cái đá gì mày ghê cậu ấy. Mày bữa nay á là mày im ru hết á. Đỡ cho tao, tao cho dính châm hết cả bay luôn. Đừng nói hết tào lao tao. Chỗ ca dữ ấy. Lần này là chắc mẹ nè. Nó cho tao cho cả châm nha. Uống hết. Đừng có con là con ghét hút biệm lắm nha. Tao đỡ chỗ này đừng có mét hai đó nha. Cho hút biệm là cả mặt ông thấy ghét quá. Tao cho hết cả chùm luôn. Thôi con giúp cậu, giúp cậu nữa. Bây giờ từ. Hồi nãy tao điện thoại tao kêu tụi nó rồi. Bây giờ mày chờ tao chút, tao lên tao chuẩn bị. Nhưng mà cho hút biệm thôi nha. Tao chờ với ai mà im mày sao mày nhiều chuyện như vậy? Cậu ấy sẽ quay cái máy quay giúp mày đâu không có tóc gì vậy? Nói lẹ mày. Chút xíu nữa là mày nhập. Uống mương cái đầu như cái khoe nữa. Mày mày giờ vui lắm đó. Bây giờ hiện tại giờ cái mặt tao như vậy hả, tụi bay vui lắm. Thế nên tao bây giờ tao cho lại dính cái châm lại hết á. Quyết hôm nay tao trả thù lại. Cho mày chờ tao một chút. Tao sẽ vô tao chuẩn bị đồ chơi. Tao đỡ đây sẵn rồi lên nứa nào là tao chơi nữa đó. Vậy cho mày đồ chơi gì xí to rồi. A few moments later. Sao điện tụi nó mà sao lâu dữ? Thân công báo có một tư tưởng rất táo bạo, không chấp nhận cái gọi là số trời đã định. Hắn rất ít khi xuất đầu lộ diện mà thường đứng sau giật dây các kỳ nhân dị sĩ, khích tướng, đặt điều rèm pha. Cậu ấy, sao lớn về đầu cắt đầu không thấy Tao muốn lấy mày cứ nói chuyện tao không muốn không à. Mày thấy vậy giùm cậu mày luôn. Thấy mày coi video mày biết không? Nó làm chặt đầu tao, không. Tao điên lắm nào. Con hủy đăng ký kênh cậu rồi. Á? Tự nhiên cậu bấy. Mày mà chéo tao thích quen như tao quen nha. Quang người đàn được rồi. Kìa, comment vô kìa. Làm cái áo con lên. Sao? Sao? Đủ sao? Sao? Ngồi đi anh, ngồi đi anh. Ngồi đi anh. Tao nói mày nghe. Hôm nay á. Sao? Kêu tao, nay tao nhảy nãy, nãy cậu gọi, cậu kêu tao như cậu. Ờ, rất là. Ấy là nãy cậu kêu, cậu kêu tao như vậy mà. Hả? Cậu. Tao thấy nó tàu quá, tao thương nó, tao chào nó tí luôn. Giờ bây giờ hôm nay nha, cậu mày đừng có gỡ ra. Hôm nay cậu có một trò chơi, trong này có 5 loại nước ngọt. Nếu như mà con cậu sẽ bịt mắt con lại, con nếm đúng vị của 5 loại nước ngọt đó là cậu sẽ cho con 200 ngàn. Nếu con thua là con phải thua 100 ngàn. Biết là uống nước nào bây mùi nước đó biết liền. Hồi nãy có món nước 200 ngàn này có thích dán đâu đồ đơn giản vậy thôi chứ mày nói vậy thôi anh tiền vậy đâu đỡ chút chờ anh em xuống chào luôn. Không mày chờ trước ơi, chờ chờ từng nửa anh em chờ chứ điên sao vậy. Chờ từng nửa ơi, rồi bỏ 200 nữa này. Tại sao thì bây giờ cái chờ chờ mà anh em xuống chào á. Không bây giờ đứa nào tao trước là chào trước. Mấy ông chồng làm giờ chạy sao giờ không hiểu. Nói lại ta 200 ngàn. Sao con đoán đúng nước nào mày, con lầm đó. Mày đoán đúng 5 vị nước. 5 loại sai 1 loại là không được. Sai 1 loại không được. Đâu ok. Đâu nếu như mày bé mẹ mày tụi người quá. Thôi nãy ơi, nãy không chơi rồi. Nãy không chơi rồi. Chờ thử đúng 200 ngàn kìa. Tụi người hiểu quá, tao sợ đó. Dạ cậu không có. Mấy ông lệnh bảo tôi nước gì bạn bè phải không. Không. Sao được. Đây nha các bạn. Đây giờ cho các bạn coi. Không cho mày coi sao mày đoán được sao. Đó, nem loại nước ngọt. Không có tầm bậy được mày. Ủa, bậy đồ loại nước rồi. Nãy con có xin tin rồi đúng không? Mấy mày nói vậy lộ hết sao mày? À, tao ok. Tao dẫn cái hàm mày đi ra đây mà xạo xạo chứ. Là không, thiệt, thiệt. Thiệt, thiệt. Chào không? Chào, chào, chứ sợ nhiệm. Chào, chào. Chào, bỏ 100 ngàn ra.
trăm ngàn. Đây chạy kìa. Tao thua trong cái gì đâu chứ. Chào. Thu nở. Khó chết mẹ mày. Rồi mình sẽ bịt mắt thành má cây lại nha các bạn. Bịt mắt Chanel luôn, Chanel qua chỗ khác ơi, mắt con Chanel đấy được. Bịt mắt được rồi, bịt mũi gì ông nào? Bịt mắt bịt mũi chứ lỡ đâu mày hư cái mùi sao? Chanel qua chỗ khác ơi. À ok, bây giờ là vị nước đầu tiên ngồi im nha. Chứ không thôi mày đi mà té xí mẹ mày đáng chịu quá. Từ từ. Tao sẽ. Dạ, bịt mắt cho thấy ngại mà uống được. Không, thì tao đưa vô xác cái mỏ mày luôn. Ông cứ đưa lên cử uống đi. À ok, cái vị đầu tiên nha. Cậu bảy. Sao cậu bảy? Chè xanh không được, cậu em biết sao? Từ từ nha, đỡ cậu rót đúng năm vị cho đàng hoàng hết rồi. Đàng hoàng. Tao cái đàng hoàng thứ nhất là sang vàng xanh, đừng có nhất hết á. Đúng. Đừng cho đàng hoàng chứ. Đừng có bao giờ mình đỡ mắc nét, hiểu không? Được. Quay clip. Thôi cậu bạn khui cái lon, họ biết rồi sao cậu bạn không mua cái chai á. Khui lon nhiều loại lon mà mày điên sao vậy? Lon là Pepsi. Trời, nhiều loại lon lắm. Đúng tên đấy nha. Còn nếu không đúng. Tiếng bét đây là bò hút. Không phải. Dở anh lắm. Tiếng bít đây là chai xịt tinh. Không phải luôn. Tao ok, bây giờ từng món nha. Ủa còn thiếu mà cậu bảy. Mày quay đừng lại. Đừng nói tiếng bít đó là cái nước mắm nha. Ê không. Nước ngọt. Từng nước nha, từng loại nha. Đâu, đưa, 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 đưa. Đây, đây. Đưa cái lưỡi. Mày le lưỡi ra, nếm đâu nha. Le lưỡi ra. Rồi, nước gì? Cậu thấy chúng lớn lên rồi cậu thấy. Nước ngọt chắc luôn. Không, nước gì mới được. Nước gì? Nước gì? Nhà Đam. Hay dữ không? Rồi. Có 10.000. 10.000. Rồi, nước loại nước thứ hai. Loại nước thứ hai. Cái đây ăn cộm đấy không được nữa. Đồ mấy cái đây là sạch tí. Sao nó giỏi dữ vậy? Giới lên Facebook. Sao nó giỏi dữ vậy? Không, cái đây mới khó là cậu bảy, cái đây mới khó nè. Cái này là một trong hai. Cái này mới khó nè. Thì chúng con nô rồi con, mỗi lần uống nước gì vậy? Dạ, từ từ, cái đây là một nem quanh, hai là bà hút từ nha. Bỏ ngay. Nem quanh, hai bà hút rồi. Bixi của Jim. Bixi. Bà hút. Sai, chân liền. Đúng rồi. Sao đây kia? Bây giờ. Bây giờ là cái nước quan trọng nè. Là nước thứ tư nè. Nước thứ tư này. Đúng năm loại nha. Đây, cái ly đâu? À, nếu mày. Cái này mới khó đây cậu Jim. Vậy hả Jim? Cái này mới khó nè. Mấy nước vậy? Mấy hình như là 10 đơn nếm lại hả? Là xét xị sao hả anh ta? Xét xị phải không? Đó là nước xét xị phải không này? Đúng đâu. Đúng không hả? Cái này phải nước xét xị không? Rau nước xét xị đúng không? Đúng rồi. Một loại cuối cùng. Mày ai biểu mày chăn trong đầu tao chứ? Bữa trước cái mày tan cho ngu là con đã điên rồi á. Mẹ cái chuyện cậu lớn cậu hiểu. Tao hỏi mày nè, nước đá mà cậu chơi vậy? Cuộc đầu cho qua cho lại. Mày chảy ra mày ai chảo đầu tao? Mày chơi sao? Tao chơi chưa chịu. Ấy là nó ảnh hưởng không? Nó đâu. Không ảnh hưởng. Con chưa đẹo cậu một chỗ mày. Tao không được đi họ, tao không được ăn uống tao ngon lành rồi ảnh hưởng tới như sức khỏe tao sao? Mẹ ấy cậu hiểu không? Đồ chẳng lẽ con lụm gất con tao cậu ăn cậu chịu không? Cậu nói chịu rồi, bữa sau cậu ngủ con lấy gất con nhẹn con khăn cậu đáng chịu không? Em bây giờ mày không có uống được mày sao mà nói được? Nó hết chuyện mà sao mà cho mà... Theo cái con chơi quốc mà cho cậu làm cái gì? Má không được. Tao hỏi mày giờ đứa nào chơi đều sao? Sao? Không chơi là chơi đều sao? 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 Má cậu cho con... Chém! Ông có mua chuột em nữa nè. Mua chuột làm cái gì? Hả? Ông cái nãy đưa. Trả lại mày. Tao đồng 200 mày luôn. Trả lại tao không? Mất 200 trang cho tao luôn. Còn con trai lắm. Leo chưa
Rồi á, bây giờ tao mất hai trăm á, giờ tao hỏi mày giờ. Tao luôn. Sao tao luôn? Mày tao quýnh tao sao luôn. Chắc luôn cha con mày luôn á. Chết bây giờ đầu tóc tao trẻ lại đầu tóc tao đi. Bây giờ không chứ quá trời chứ còn sao biết hỏi. Con nói thè á, màn tan con chưa nó không nói. Cậu đồ ngay cậu cũng bình thường mà cậu trao be cái đó là cũng nói cậu hấp sức rồi anh cậu. Hay là chết. Tao thè nhau màn tan mày còn không nói. Trả 200 lại. Chưa đổ mấy con điên á, tao con đồ mày tao nước mấy con điên rồi. Tao chi phụ con chi. Để tao hấp. Vậy trời sao trời giống trái nè hiệp. Tao luôn biết đâu không? Cái này dính cái này mày. Lấy cất nhét miệng ơi. Mày không nói lẹ mày. Tao mà cứ be cái đồ dơ bẩn là đi đem đi chân. Chứ bây giờ mày uống nước đá bình thường chứ hồi nhỏ mày đâu mày bệnh rồi sao mày uống nước đá mày cũng uống nước đá cho mà nó nói bệnh nó khác cậu hiểu không? Giờ thì giờ giờ mày cậu nói nhỏ vậy cậu uống nước đá. Ờ nước đá vậy. Nước đá cũng biết á. Cái là tại sao là uống nước đá vậy? Bị bệnh uống bình thường. Bệnh gì cậu bị? Tao bị tí giếng á. Tí giếng uống nước đá. Bỏ lên clip nữa. Tao lỡ thâu mà giúp tao. Làm gì? Giúp tao trồi. Giúp làm gì? Cái nẻ. Tôi cho luôn vậy mày giúp. Nó điên nó chửi nó uống lộn sao? Lỡ nó uống lộn sao? Uống mày cậu sao? Mày giúp tao bữa nào tao giúp. Mày giúp cái đồ mày hầm đang đang đẹp vậy uống cái. Nó biết được sao nó biết được ngu quá nó uống rồi cái mình lấy lại rồi vậy như chàng nó thắng cha hai đồng nghĩ tao uống nữa đây cậu uống trước mày ngu dữ mày mày ngu ai ai mà. Cậu không uống mà cậu đưa cho người khác là sao cậu đi trôn là phải giải đâu không uống người ta thấy thằng mày người ta ơi chồng phúc đều ta dưới không chồng mày ta phúc tàu đó đồ chồng mày ta được thôi thêm chồng phúc đi hầu ông cha tao thôi chờ cha lại được đâu chồng mày thằng trước đi chồng người phúc tính để gọi con mày thằng anh đi điện chưa điện nãy đâu nhắn tin để chồng tay chờ tay. One eternity later. Đó, đó là bây giờ một cái nước này mà mày đón trúng nữa. Bây giờ con đón bốn loại rồi nha. Rồi, con rồi đúng á. Chúng này cuối cùng là được nhận tiền. Đây. Ở đây đây đây. 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 Đây cái ly đâu cái ly. Ly đây, ly đây. Ly lượng nếm. Ly lượng chứ không có được uống mày. Ok. Bò hốt gì? Nước gì? Đồ nước này quý vị đây quen thuộc lắm nha. Một là trà chanh, hai là sơ hai này. Ờ, 200 ngàn một ly đó đó. Trà chanh này sơ hai. Không ai đâu. Bò hốt còn thiết bò hốt. Sai sai á. Trà chanh. Ờ, trà chanh, trà chanh. Trà chanh. Tao, nhìn được 200 ngàn. Vậy là thuốc 200 ngàn tao rồi. Đấy, được nhìn được 200 ngàn. Không đúng rồi nha, được 200 ngàn được chưa? Mày thằng màn trăng nó cho anh giao không được, không được tính vậy. Con không đúng đâu, con nói trâu rồi chị. Trâu, đủ không? Mở đi, 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 đây vô. Tôi trâu được. Dạ, dạ, mày vô, mày vô, mày vô. Trâu, đưa anh em chạy, bỏ anh em chạy. Hai sợi thông mày. Em chạy. Hai sợi. Tôi tối hả? Hai sợi thông. Chịu cao, chịu thông. Đầu hai sợi thông. Bất trời. Trâu, anh giang giữ mày. Trâu không có được ấy nha. Ý mũi lại. Nhìn nhìn. Ở đây còn nước gì vậy? Giờ lắm quá, giờ lắm quá. Giờ ấy mũi lại. Đây nè. Nè, cho mày nhìn sẵn này, 200 ngàn này. Ở sẵn này. Lâu. Lâu. Ai cho nhìn luôn mày. Quậy nước cái gì chứ? Nước dài từ đó. Vô. Bịt mũi lại nha, không có được ăn ái nữa nha. Từ từ nha, đó năm loại nha. Để cho mày mày đón này bây giờ từng từng loại nước nha. Thôi thôi, đón em. Tao xịt táo từng loại nước hết nè. Lâu, vô. Nè, đầu le lửa liếm loại nước này. Này. No no no, xịt tin. Hay quá. Năm chục ngàn, từ từ cho năm lần. Năm lần, năm lần lần. Cậu xịt đâu, năm loại nước rồi. Ủa năm lần mới được 200 ngàn. À, sao biển nhau. Năm trăm bốn á. Sai một lần là được không được hả chứ? Không bảy, không bảy. Ở gì? Lê lửa lại là ba lần nha, bắt quả tang mà. Này nó thùng thùng thùng, xe xảy. Đâu? Quá hay vậy. Em chấm ngay, em chấm ngay. Cô xe xảy. Tại đây. Nó cái lửa sao chú? Number one, number one. Ok. Nước gì, nước gì? Bốp. Đâu hay vậy. Lửa không? Lửa hai loại nữa. Đâu một lần. Vô rồi, vô. Vô rồi. Vừa dùng xét rồi mới lửa liền. Đấy. Nhây. Khá khá khá. Đúng rồi thành. Đúng 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 đúng. Đúng thành đúng luôn. Đúng đúng đúng. 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 Đúng đúng các bóng ga của vùng tối cuộc đời đeo cần quan tâm gì đến tụi mày lộ mẹ mùa đó là sai đầu sai đầu sai đầu sai đầu mùa nước đá phải cứ chát mùa nước đá mùa nước dài ngây tụi ngươi đầu nhau cho lẹ cho mày chết cho mày chưa luôn cho mày đấu sai đâu được đấy đậu mẹ ba đi đâu uống nước đá đi đâu uống nước đá
đem đâu nè mày? Mày đem đâu nè? Sắp đổ á. Đâu giờ mày? Nói, nói. Mé giọng được ai cho mày uống cái này đâu. Mé gì chứ? Trời ơi, là mày uống cái gì dữ không? Tao nói mày, tao không nên là tao sẽ trả thù cái vụ mà mày cạo đầu tao á, mày hiểu không? Trả đi không ai cạo rồi. Ai cạo? Ai cạo? Mày vung cái cạo chứ, thằng vung. Tao mày ráng mày chịu. Mấy em trời vậy không? Hôm nay mà được, hôm nay được ăn càng quay, nó lái quay. Mấy uống lái bị à? Ông đậu mẹ ông già nha. Ông già đầu ông lớn đừng cho vậy không? Sao mà cảm giác cái gì vậy? Nước đá nó sao quá. Mấy này cũng đưa đưa xúc miệng được chưa? Mẹ đưa xúc miệng nào còn quấn người ta nữa. Mấy mày mày chơi chơi thâm đầu mà ông chơi ngu chứ mày. Cái đầu mày ông đâu em chơi đâu? Ông già ông gần cháu rồi mà ông đây. Không cái loại đây là già xanh thiệt này. Già xanh. Má mày mình trà xanh mày mất nói gì tại cái như vậy á đụng em nghĩ em trời tôi trời xuống miệng mày cho nước đáy rồi dính miệng cho nè ra trà xanh đó đụng mày nãy giờ tức cứ bò tôi quen mày ông luôn á mày mày em trời em sao được xuống em rửa mày đi đụng em giữ mày đụng nước đáy cho mày đưa đây rửa mà bữa nay cũng đi riêng rồi sao đấy là ông trai anh nè trời gì em giúp anh này rửa được chưa nước gì mày lấy nước kiếm đưa mày này ủa hồi giờ nó có uống nước đá bao giờ chưa ông đụng em về đâu nha ông trâu lại mày trước mày uống nước đá sao để làm muốn giữ nước đá mày này tôi nói thiệt nha mày thiếu hầu đợt trước tôi cho nó uống nước đá nó vỡ đi sài gòn một mẹ nó tăng mày uống nước tơ rồi nó có nữa chứ sao mày thông đồng mày trâu không tụi mày xong tơ người ta được người ta trao lại không được ờ đúng không sao mày trao nó giờ nó trao lại chán chịu cái mày sao mày cạo đều tao tăng cạo đều lại nó chán chịu chứ đều là thằng phúc nó nghĩ đi tôi không cho ông thuốc ngủ nha tụi mày được ấy là cái nước đá cậu ấy thôi không mày sao mày sao lại anh không rửa mày thế là sao không rửa mày ông bị tiêu đường đường nào ông chết mà hỏi đồ mày giải mày cái mặt anh nghĩ anh cũng rửa luôn mà thôi đưa xuống rửa đây ngầu rồi ráng chịu thua thôi ráng chịu thua thôi ráng chịu nó được nó đái mỹ à ông coi chừng nha ông ấy à tụi mày ông già lớn đầu rồi có phải bị thằng á mấy đứa đái ông sỏi thằng rồi đồ mày đưa xuống đây em mày em xịt ra đưa đưa xuống này nè rồi nước uống nước đái bây giờ nó thua thua thâu mày để mà bị uống nước đưa đây chơi uống nước đái đáng chịu mày đái giọng đưa em uống nước đái đủ nước đái nãy tao tí đâu đưa ai cho em với mày thấy rồi nước đái nó có vị gì vị khai vị gì vị khai vị nó sao nó khai khai nó thơm không thơm không thơm không thứ nhất hương vị này thơm mùi mít rồi ấy sao giọng đưa nè ai cho mày không đưa tôi không không ngựa không ngựa tao cái đều đi uống nước đây uống nước đây hôm nay là ngày tốt là lành tháng tốt hay sao mà uống nước đây mấy ông chồng chồng có chứ không ông lớn đâu cho mày nhỏ đâu đụng mới đớn nè chữ ông đụng mình trâu uống cái không mày lớn rồi chứ phải nhỏ đâu lớn tao lớn mà làm tao lớn em đứng bên gần tao là người lớn tao mới cho mày uống nước đá chứ chừng mà người nhỏ mà cho người lớn uống nước đá mới nhục hiểu không mấy ông gì đó nói đụng chạm của thiên em nha có túi nào đụng em cho lẹ ông nãy tao có cho này uống nước đá luôn nè thâu đụng nó chứ còn vô rửa mặt đi đụ đẻ tao thấy vậy tập cho ông tập luôn tập luôn 2 hours cơm đi nữa cái bữa sẽ có ba xài luôn rồi thích đây sao ly đây mà cuối cùng á là được hai sĩ nè đâu ok hai sĩ á giỏi đi mày đó qua thử vị gì bịt mép đón vị để mày còn biết nữa từ tí đúng không đúng không đúng không đúng không bà hút mà hai là hút này đem nước à đưa đây tiền đây hay dữ vậy hay gì vậy đây là nếm mà vị giác bè loại nước mà không biết bà quý tôi gọi được tí tốt quậy mà ừ có biết không lâu lâu làm để tao giả em có tiền mình đúng rồi cũng tiền thế này coi hai sĩ đúng rồi còn nói thiệt em cậu còn nói thiệt á cậu đứng lên trao chị cậu đưa tiền coi đúng đúng mày không nghe mày không chơi mà lấy gì mà ấy mày giỏi mày nhèo vô chơi giờ lấy phút giờ lấy nhiều hai sĩ luôn hai sĩ là đâu hết là hai sĩ đâu ném loại nước đúng hai sĩ mẹ mày đồ con có trang nào bị thú gì vậy đâu hai sĩ đúng hai sĩ nếu mà bịt đúng hai sĩ để đâu từ cho mày làm gì đưa tay đưa cho mày tao ly nước đầu tiên đầu tiên đây cầm vô liếm vô liếm vô em nói em nghi mù luôn á lại đang ngon đang ngon đang ngon mày liếm cho mày uống lại liếm cho mày uống vậy thôi chứ mày liếm em mà bú vậy đời chả uống còn con đây là con voi đây là con bò ta là con bò cậu đúng rồi đúng rồi hút nhau á ngớ ngớ chưa đón xong hút cho cái gì mà rất buồn đúng không đúng không cái hai chữ đâu là sai nha mà nói không còn bỏ bách này đón gì tiếp theo luôn này đủ tiếp theo mày đừng cho nó hút chứ liếm đâu tao cho nó hút luôn rồi
Sao? Để nhúng nước yến vậy bây? Không phải anh xăm anh. À, nói, từ. Thật ra coi kẹn nhúng nước yến thì cỡ. Sao? Tiếp lâu yến, nước yến đúng không? Hay quá. Yến đang lễ thiếu nha, yến nghe đàm nè. Yến nghe đàm nha. Nước yến đầu chứ ai biết nước yến nghe đàm mày. Đẹp sáng luôn. Rồi. Rồi. Thiếu đâu, chịu đâu. Vô. Quay đi ô. Sao nước gì? Nước gì? Đồ mày cái đây là cái quen thuộc nhất luôn này. Nước bông cầu. Nghe chưa? Tao cứng mình viêm luôn đây. Viêm không? Viêm luôn. Nước gì mà đỏ mày? Viêm. Ô mô. Dâu tây. Nhận định chắc tao đón. Sở tin. Phải quét con lọ nữa. Không, cái sở tin giờ đó không nhất lắm. Bây giờ cái nước sở tin. Nãy giờ không bịt mũi nó lại chứ nó khôn chứ vậy. Trời gian quá. Bé nó hử luôn rồi. Giờ còn hai lọ nước cuối á. Đi mày. Hai lọ nữa. Tao nói thiệt. Kể cả 2 phút nữa giờ sai rồi. Cho thi phép tao nha. Cho thi phép tao giờ không đăng lần cái. Thôi quá. Con cỡ đồ mẹ cái đồ mẹ chạy phút chạy 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 đồ hay dữ mày. Nào còn đây là ly cuối cùng nè. Yeah. À, ly cuối cùng đây. Nè, cho mày cầm luôn nè. À, lê lưỡi liếm vô. Đỡ ném vô nó ra. Ngồi lại đừng nói cho mày. Mẹ nó ra. Ủa mày cậu bé. Bạn cũng đúng, tôi không sai. Bạn chơi tốt, tôi đáp lại. Luật nhân quả sẽ chẳng tha cho một ai. Ông ấy dám cho tụi Phương uống được đấy rồi. Không cần nãy giờ. Không cho tao trước rồi giờ không cho mày hả? Vậy hả? Cho đầu nó cuối nào chữ mày. Đưa lái của ông với ai? Không lên nào. Hàm giác. Đưa lái của ông với ai? Đưa ông quất ông đâu lửu nó đây mày đâu. Vậy mày không cho tôi chậu. Nãy tôi nói cho ông Phúc vậy thật. Còn mày giải còn mấy nước kia là nãy phải có bọn nó đái đúng không? Không. Ông đây không đái đâu. Còn nước này nước gì? Nước đái á. Nước đái. Nước đái. Cảm ơn quá. Ông trời mua mình quá. Duyên quá này, đem thưởng chảy. Cảm ơn anh. Chơi này, không có tiền ông này. Để tôi cho ông chơi mẹ đi. Riêng ông tôi đem lên thì bà cam đầu kia. Đúng rồi cậu. Đem cái đứt đâu. Cậu giờ nói là anh cao mày biết bao nhiêu luôn á. Sao mày ngu như bà. Mày không có tiền anh không? Không bao giờ ông ta, nãy ông ta hay chạy chưa đưa tiền luôn. Không có tiền. Không có tiền. Uống nước cao cho em thử uống nước cái. Uống nước cao này. Uống đi. Đó ra cho đeo á. Đó ra cho đeo. Đó ra cho đeo. Đó ra cho đeo. Mày đá vô mình định cho tôi uống. Má kỳ mít luôn. Nước đá Chanel còn phải. Đưa mấy cậu đi, đưa mấy cái. Đủ nước đá Chanel mà kỳ mít luôn. Thẳng ra nè mày. Đây, thẳng. Thẳng đây, thẳng. Cú phải. Giận nè. Ủa dạ đây tôi đá cho anh cậu cũng được. Đây cho cái kia rồi. Đây rồi. Kiếm đều vô, Đó là mày cho nước đó. Nước đá này mà nó ta chặt mẹ cậu đi. Giết tao luôn mẹ đây. Thôi được, má mày trời đang giết tao vô mày.